Không tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Ngày 21 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc dừng huấn luyện diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo Bộ Tổng tham mưu, bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, hạ tầng kinh tế xã hội đối với các tỉnh phía Bắc. Công tác khắc phục hậu quả đã và đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc, chia sẻ những mất mát, khó khăn của đồng bào, góp sức giúp nhân dân các địa phương vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Từ tình hình trên, Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị dừng các hoạt động huấn luyện diễu binh, diễu hành từ ngày 21 tháng 9 năm 2024